đã quên rồi, quên luôn nhà cửa. Hỡi ơi là chồng chứ có nghe vợ nói gì không? Quẹ tay gãy cẳng thôi đành, từ rầy xin chớ biến thành con ma men chứ đừng đi suốt sáng thâu đêm. Suốt sáng thâu đêm mà đừng đi, suốt sáng thâu đêm chén anh chén chú rồi quên cái đẻo về khổ con. Khổ vợ chăm bề, khổ cha khổ mẹ, tái tê cái cõi lòng chồng. Hỡi ơi hỡi là chồng, nghe rồi nhớ lấy, kẻo không ra người chứ chồng ơi, ơi hỡi ông chồng ơi. Đó là một lời dân chồng say. Thế nhưng mà nếu mà đã sẩm ấy, thì là cứ phải có một đôi vợ chồng. Ngày xưa là các cụ là ông nam là thường thường ông chồng thì thường hay là bị khiếm thị và dắt díu nhau đi hát ca hát gọi là khắp nơi ca hát gọi là dâng tiếng hát cho cuộc đời. Đấy là nói nghe trong cái tinh thần lạc quan, còn thực ra là trong cái cuộc sống thì là vô cùng khốn khó, và đấy là để kiếm miếng cơm manh áo cho qua ngày. Thế nhưng bây giờ thì là trên cái tinh thần đó thì nhóm cũng đã lồng vào trong văn hóa giao thông ở một cái bài là hai vợ chồng dắt nhau đi trên đường gọi là nghe lời em nói. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức. Câu hỏi lạ kỳ nhìn em, câu hỏi lạ kỳ nét đẹp văn hóa có gì lạ đâu, văn hóa ở khắp nơi nơi. Ở khắp nơi nơi chứ văn hóa ở khắp nơi nơi, những câu em hỏi anh thời đã thâm ngày ngày xe máy ta đi. Xe máy ta đi chứ ngày ngày xe máy ta đi, luân thì đường bộ ta thời phải thông ngày ngày xe máy ta đi. Xe cổ lại quá chứ bao nhiêu xe cổ lại quá, nếu đi đúng hướng đâu mà kẹt xe chứ xe tràn lên cả vỉa hè. Rồi những câu nói
cùng mình sẽ chạm lên cả biển hè. Bởi vì văn hóa giao thông nhớ là điều hè trong ý nhớ vợ chồng ta phải ghi. Mà bởi vì văn hóa giao thông nhớ là điều hè trong ý nhớ vợ chồng.